Quay hôm nay quay các bác xem cái con Mitsu T180. Đấy, công suất của nó là 33cc, nòng 38. Đấy. Đấy cái con này. Nó là tung dài nhá, tung to bố lớn. Đấy. Con này khỏe thì các bác săn những cái con này về phát cước nhá. Đấy, cần của nó đầu bò rất là lớn. Đấy, thấy không? Rồi. Đây tiết máy cho bác nhá. Con này nó nên chế ga ngang 260 nhá. Đấy. Đây giật. Đấy, như vậy là rất là ngon. Rồi, cảm ơn các bác xem video.